Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó vị nhà đang có mặt ở chỗ Bà Quẹo nè đó. Thì ngày hôm nay đó coi như là sẵn đi công việc ở ngoài phía An Sương về ha, qua cầu Tham Lương này nọ, nhà mới nhớ lại cái dự án mà tuyến metro từ chợ Bến Thành đi cầu Tham Lương đó vị. Hôm nay nó giải tỏa mặt bằng đó, giải tỏa mặt bằng ha, từ chợ Bến Thành vô. Thì mấy bữa trước á, quay là ngang ở Ba Ông Tạ bị đập rồi nè, rồi ở phía Đình Chí Hòa bị đập ha, rồi những cái chỗ mà đường Trường Chinh cũng bị nữa vị. Rồi hôm nay cũng gần nửa tháng rồi ha, nên nay Nhã đi lại ghi hình cho cô chú anh chị xem rồi thử coi bây giờ nó có đập thêm những cái căn nào hay không đó, nhằm để lưu lại những cái kỷ niệm xưa hết vậy đó, để mai mốt nó đập hết là coi như tìm đâu ra những cái kỷ niệm nữa ha. Rồi mời cô chú anh chị đi với Nhã nha. Ok, đi thôi. Đó, đây là phía Bà Quẹo đó vậy, Bà Quẹo ha. Phía đây có Bandura, Bandura Bixi, đó là những cái siêu thị xây hơn 10 năm rồi đó vậy, ở cái phía đây ha. Đó, giờ nó sẽ chạy thẳng hướng đường Trường Chinh, hướng Bà Quẹo, đó, gọi Bà Quẹo thì cô chú anh chị sẽ rõ hơn ha. Bởi vì không biết trước năm 75 thì cái tên đường Trường Chinh á, hồi xưa gọi là cái gì đó, nên sẽ gọi là Bà Quẹo, đi về hướng ngã tư Bảy Hiền, bệnh viện Vì Dân đó vì ồ phim kia sập bóng rồi kìa má ơi. Ôi cho thuê nhà nguyên căn các kiểu, hồi giờ vô tè le luôn đó vậy, hồi giờ vô tè le luôn ha. Wow, thầy nhau quẹo qua cái lối này coi, ấy da đó vậy, thấy không khung cảnh bên đó ha. Ơi dữ ta, wow dữ thật chứ, giờ vô cả 10 mét đó vậy. Khúc này là phường 5 quận Tân Bình, đường Trường Chinh ha. Đó rồi, lẹ thiệt chứ hôm nay nó làm tới đây rồi, ngay khúc đầu đường của Bà Quẹo luôn quý vị. Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, đây gọi là quận Tân Phú ha. Đó, như vậy mai mốt hai cái dãy hai bên này là banh chành luôn đó vị. Wow, nó buồn ha, nó tiếc thương những cái kỷ niệm xưa cũ. Nó kéo dài cái hướng Bà Quẹo này về ngã tư Bảy Hiền, bệnh viện Vì Dân, rồi đi về ngã ba Ông Tạ, đường Lê Văn Duyệt rồi đó vậy. Đây là cái phía đường Trường Chinh ha, còn mấy món đập hết. Mấy cửa hàng quanh đây vậy, Nhã nghĩ là họ kinh doanh theo cái kiểu là cầm chừng ha. Bởi vì bây giờ mà nếu mà đập đi thì rồi những cái mặt bằng để cho thuê kinh doanh này nọ đang làm ăn mỗi tháng mấy chục triệu mà tự nhiên giờ đập thì mất cái sổ hụi ha, nên là có lẽ họ đợi đến cái lúc mà nó cận nữa vậy, cận cái lúc mà làm tàu điện ngầm. Cận cái lúc làm tàu điện ngầm ha, thì họ sẽ đập luôn. Lên đây là phường 14 quận Tân Bình. Hồ khúc dưới kia đập. Còn mấy cái dãy đây thì nó chưa. Ở ngay đây có khu chợ nữa vậy. Khu chợ này. Để xem coi. Cháu Vạch Bà Quẹo. Đây có lẽ là chợ Võ Thành Trang. Hình như chợ Võ Thành Trang ngày xưa nó tên là chợ Bà Quẹo phải không vậy? Cô chú anh chị nào biết thì có thể comment ha phía dưới video để Nhã và khán giả ai cũng được rõ hả. Như vậy là
481 Trường Chinh, quận Tân Bình. Như vậy là phía trên đây đó vậy thì nó chưa có đập nhiều ha. Phía dưới đó hồi nãy là 11 dải, có lẽ là cái dải đó chỉ là nhà dân ở thôi đó, và cái hậu hô phô cũng sâu nữa nên là họ sẵn họ đập luôn. Buồn ha, tiếc nuối kỷ niệm xưa đó. Ráng chạy tới đi dài dài lên về cái hướng ngã tư Bảy Hiền đó vậy, ngã tư Bảy Hiền qua cái khu gì đường Hoàng Hoa Thám này đó, cho cô chú anh chị xem để cho nó tỏ tường ha. Rồi xanh tiếp thôi, đây có đường Trương Công Định cắt ngang. Nói đường này chứ không phải là đường Trương Định, ở phía quận 3 nhớ vậy, phía bệnh quận 3, bệnh viện mắt này nọ ha. Đó, thì ngày xưa cũng nghe nói là Trương Công Định, ngày nay là Trương Định. Wow, ở đây nữa vậy, đây cũng một dải luôn nè. Đó, có người thấy không, bên kia. Wow, một dải luôn. Ôi, có nhà đập rồi thì người ta làm mới lại, có nhà thì không biết làm gì luôn. Buồn quá ha. Buồn quá, buồn quá. Đây một dải nữa nè. Trời ơi. Wow, một dải luôn. Đây là phường 13 nhớ vậy. Phường 13. Đó. Đây nè, đây đang xây. Ồ, bên đây xe cô bé luôn vậy ơi. Xe cô bé, cô bé. Đó. Xe cô bé nó đang dọn bên kia kìa. Dữ dằn ha. Dữ dằn thật. Dữ quá, dữ quá. Còn đây nữa nè quý vị. Đó, người ta ổn định vô hết á. Ấy da, anh này thợ xây ha. Ôi trời. Đập, đập, đập. Ấy da, giờ dữ nữa ta. Đó, vậy thấy không? Khung cảnh. Cũng là kỷ niệm ha, kỷ niệm mà mất đi thì làm sao mà tìm lại được. Đó, rồi đi tiếp luôn. Wow, ở đây nữa nè quý vị. Ây da da, ây da da, xi măng xi mét gì rồi ở đây nè. Trời ơi, vô dữ ha, vô dữ thần thiệt. Đó, vậy thấy không, khung cảnh đường Trường Chinh ha, nó qua cái bờ quẹo và đến đây là người ta đập nhiều ở vậy, nhiều hơn so với cái đợt trước của Nhã ha. Rồi buồn thiệt. Đó, vậy thôi, nhiều hơn so với đợt trước. Wow, buồn hả vậy. Rồi giờ đi tiếp ha. Ây da, trong đây nữa nè. Wow, đó, mấy anh hốt xà bằng ra nè, dữ dàng ha. Buồn quá ha. Hốt xà bằng, hốt xà bằng. Đó, người thấy không. Buồn quá ha. Xà bằng, xe đạp, chỉ các kiểu luôn. Rồi banh hết. Đó, vị thấy không, giờ nhà vô đó, cho thuê mặt bằng. Buồn quá, buồn quá. Ây da, cho thuê mặt bằng các kiểu. Buồn hả vậy. Bành chành ha. Buồn thế, buồn thế. Ây da da.
vậy thôi, bằng hết rồi. Nhà cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha, chúc cô chú anh chị khỏe nha.